history, as it marks the moment after an incredible decade of wearable products as a commercial and strategic priority. To truly deliver against Huawei's original mission. Now we are already, and according to the counter point research, we are device worldwide. Please chill as an AI colleague, a coaching partner for tracking, for measuring and sharing athlete performance. But we continue to push the wearable category forward, especially in pursuit of category leadership, to create a device that looks as infancy and gun. Thank you, Tôi là Lam Hưng. Vâng, Hưng rất là vui khi hôm nay Hưng đến đây để giới thiệu với anh phổ biến tại thị trường Việt Nam. Người dùng không chỉ dùng các để cho một cuộc sống tốt đẹp hơn. Và hôm nay với hành trình 10 năm sáng tạo. So với bộ tay của người tiêu dùng, đặc biệt là phụ nữ đàn ông. Do đó, thiên phiên bản cơ tiêu nhỏ, rất nhỏ cho sản phẩm. Ví dụ như mọi người đã thấy được từng khắc ở trên cái núm vặn. Chúng tôi làm rất kỹ và trắng như vàng vàng, rực rỡ trên bàn tay người tiêu dùng. Đặc biệt hơn hết, đối với GT4 lần này, chúng ta sẽ giới thiệu một phiên bản màu mới với sợi composite, sợi tổng hợp. Và tại sao nó đặc biệt ạ? Bởi vì sợi này chúng tôi sẽ có 90% khối lượng được làm từ vật liệu, được sử dụng từ rác thải và cũng như là ni lông dưới đáy đại dương. Đó là sự cam kết của nhà Huawei đối với các vấn đề về môi trường cũng như sự phát triển bền vững của xã hội. Và chiếc Huawei Watch GT4 46mm với mặt màn hình 1.43 inch với độ phân giải điện ảnh lên đến 326 ppi. Bên cạnh đó, chiếc Huawei Watch GT4 44mm sẽ có màn hình AMOLED 1.32 inch và độ mỏng chỉ có 9.8mm, tinh tế, nhỏ gọn hơn trên tay của người tiêu dùng. Không chỉ về thiết kế bên ngoài, chúng ta còn mang đến những sự thay đổi mới giúp trải nghiệm người tiêu dùng tốt hơn. Ví dụ như ở đây, mọi người sẽ thấy được đây là một bố cục hoàn toàn mới với những con số, những chỉ số rất dễ dàng để người tiêu dùng có thể truy cập lên nó. Và nếu như thế hệ trước, có hoa này sẽ nở theo giờ đúng không ạ? Các anh chị có thể nhớ được là GT3 Pro, chúng ta sẽ làm có một đóa hoa và các bạn khuyến khích người tiêu dùng vận động từ nhà Huawei. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cung cấp khả năng tùy biến mặt đồng hồ, mọi người có thể dễ dàng chọn lựa bất kỳ hình nền, điểm ảnh, màu sắc hoặc tất cả những tính năng để đưa lên màn hình để cá nhân hóa nó, giúp cho mọi người có được cái mặt đồng hồ phù hợp với từng cá nhân. Bên cạnh đó, chúng ta sẽ đem đến đa dạng những sợi dây đeo khác nhau, cùng kho mặt đồng hồ lên đến 25.000 mặt đồng hồ, giúp mọi người có thể dễ dàng lựa chọn một mặt đồng hồ phù hợp với từng bộ outfit riêng của mình. Đó là chiếc Huawei Watch GT4 phiên bản 46mm với màu quen thuộc dây da nâu, dây cao su đen. Bên cạnh đó sẽ là hai phiên bản mới, dây da thép cổ điển và tinh tế để thích hợp với những người đàn ông lịch lãm. Bên cạnh đó sẽ là dây da xanh thời trang, thời thượng cũng như thu hút mọi ánh nhìn khi bạn đeo nó trên tay. Và chúng tôi cũng mang đến phiên bản 41mm với thép ánh bạc, hai màu sắc trên chiếc đồng hồ trắng và vàng giúp nổi bật trên tay những quý cô, quý tộc, và hay là sợi dây da trắng đơn giản, tinh tế, phù hợp với tất cả mọi bộ outfit cũng như là mọi dịp gặp gỡ. Và không dừng lại ở đó, chúng tôi cũng cung cấp một sợi dây đeo đa năng hơn màu đen để có thể dễ dàng vận động hơn. Đây, với sự chi tiết, từng chi tiết nhỏ nhất, thủ công nhất, thì chúng ta sẽ thấy được Huawei Watch GT4 chính là sự tuyên bố của nhà Huawei với việc nâng cấp thẩm mỹ, đem đến những sáng tạo độc đáo mới, phù hợp với tất cả những người tiêu dùng. Cũng như bên cạnh đó là chúng ta sẽ có được một chiếc đồng hồ phù hợp với bản thân mình. Không dừng lại ở đó, dù bạn là ai, dù bạn chọn phong cách nào, chúng ta cũng sẽ có một chiếc Huawei Watch GT4 dành riêng cho bạn. Không nói về thiết kế, chúng ta sẽ nói về những tính năng bên trong. Bởi vì chúng ta phát triển bên ngoài rồi, chúng ta sẽ đến tính năng bên trong. Và chúng tôi mang đến những sự chăm sóc theo dõi sức khỏe chuyên nghiệp. Vì sao ạ? Bởi vì sức khỏe luôn luôn là vấn đề của nhà Huawei muốn gửi đến người tiêu dùng. Và mọi người có thể nhớ được rằng là TrueSync là công nghệ theo dõi nhịp tim Huawei đã phát triển từ năm 2018 với phiên bản đầu tiên khi chúng ta có thể đo thủ công nhịp tim. Thì với phiên bản update lên
Susin 5.5 cộng sau 5 năm. Chúng ta sẽ theo dõi nhịp tim một cách chủ động hơn và chúng ta có thể theo dõi nhịp tim một cách chính xác 24/7. Từ đó, chúng tôi đưa đến một tính năng mới phân tích rối loạn nhịp tim, không chỉ theo dõi mà giúp mọi người biết được rằng những lúc nào nhịp tim của mình rơi ra khỏi vùng an toàn, cũng như cảnh báo sớm cho những bệnh chứng bệnh tim, ví dụ như là rung nhịp tâm nhĩ hay là ngoại thu tâm thất, từ đó giúp mọi người có trái tim khỏe hơn. Bên cạnh đó, việc đo SpO2 cũng sẽ nhanh hơn thế hệ trước 30%, giúp đưa đến cảnh báo kịp thời nếu như lượng oxy trong máu của bạn rơi ra khỏi vùng an toàn. Và khi bạn đi ngủ, chiếc đồng hồ chúng tôi vẫn thức thì có thể đo được tất cả những chỉ số về giấc ngủ của bạn trong đêm. Ví dụ, các bạn có ngủ ngon hay không, các bạn đã có được gặp những biến chứng gì trong đêm, để sáng ngày hôm sau các bạn sẽ nhận được một báo cáo rằng là đêm qua các bạn ngủ như thế nào. Chúng tôi sẽ chấm điểm giấc ngủ của các bạn để ngồi sáng mai chính cái điểm đó mà chúng tôi đưa đến cho các bạn một cái gợi ý làm sao các bạn ngủ ngon hơn. Và không dừng lại ở đó, tổng hòa tất cả những cái tính năng Hương đã nói thì chúng ta có tính năng mới, đó là theo dõi hô hấp khi ngủ. Vì sao ạ? Chúng ta không, khi ngủ chúng ta sẽ không biết được những giai đoạn chúng ta bị gián đoạn hơi thở, đúng không ạ? Vâng, và với sự gián đoạn hơi thở này, chúng ta sẽ nó được tính bởi bằng tần suất giảm oxy trong máu cũng như là nhịp tim khi nghỉ ngơi của các bạn. Và các bạn có biết rằng là hội chứng ngưng thở khi ngủ sẽ rất là nguy hiểm khi mà chúng ta có những biểu hiện như là ngủ ngáy ban đêm. Ai ở đây không ngáy ạ? Có ai ở đây không ngáy không ạ? Vâng, và ban ngày chúng ta sẽ bị buồn ngủ. Có ai buồn ngủ ban ngày không ạ? Ai ạ? Em thấy nhiều người buồn ngủ không dám giơ tay vì mình đi làm, đúng không ạ? Dạ vâng, thì hai cái biểu hiện đó chính là biểu hiện của hội chứng ngưng thở khi ngủ. Và hội chứng này nó làm tăng cái tỷ lệ mắc các bệnh như là tim mạch, huyết áp và tăng tỷ lệ bị đột quỵ lên 4,33 lần, thật sự nguy hiểm. Do đó chúng tôi gửi đến các bạn những cảnh báo trước. Và đối với những người phụ nữ, những người chúng tôi luôn yêu thương, chúng tôi gửi đến một tính năng lịch chu kỳ thông minh sẽ giúp các bạn ghi lại lịch chu kỳ của mình cũng như dự đoán trước cho những tháng tiếp theo. Và hơn nữa, chúng ta sẽ đưa đến một cái dự đoán rằng là cái giai đoạn mà các bạn dễ thụ thai nhất để các bạn có thể chủ động hơn trong việc kế hoạch của mình. Bên cạnh đó, chúng ta đã có một sức khỏe tốt thì chúng ta cần phải tập luyện, đúng không ạ? Chúng tôi đã mời hai vị đại sứ toàn cầu chúng tôi, đó là Sir Mo Farah, một huyền thoại trong làng điền kinh với hơn 10 lần vô địch Olympic cũng như là các giải đấu thế giới, và Pamela, bạn là một influencer với hơn 9 triệu lượt theo dõi, để khuyến khích người dùng sử dụng Huawei Watch GT4 trong việc tập luyện của mình, sẽ giúp các bạn ghi lại tất cả những chỉ số. Bên cạnh đó, sẽ đưa đến cho các bạn những bài tập được cá nhân hóa giúp các bạn. Và với thế hệ mới của chúng tôi thì anten thông minh đã được tăng lên độ chính xác 30%, giúp ghi lại chính xác quãng đường lúc ta trong chế độ tập luyện khác nhau ở trên chiếc đồng hồ Huawei Watch GT4. Và đừng ngại thử sức với những bộ môn mới khi chúng ta đã bổ sung vào đó bóng đá, bóng rổ. Bởi vì theo khuyến cáo của WHO, trong mỗi giờ chúng ta nên đứng. Đó, vì lý do đó chúng tôi mang đến ba cái vòng hoạt động mới. Để làm gì ạ? À? Để khuyến khích người dùng tập luyện và sưu tập những cái đẹp, đúng không ạ? À? Và khi các bạn có những cái huy chương này, chúng ta dựa trên ứng dụng Huawei Health, dù bạn là người dùng Android hay bạn dùng iPhone, thì các bạn chỉ cần vào. Mọi người thấy là trên tay Isaac nó không hề ngoa nha. Isaac Flex là Isaac là một trong những người rõ ràng rằng là nó rất là dễ sử dụng mà cho tất cả mọi người có thể là thử mix and match những cái trang phục của mình với chiếc đồng hồ này, và mọi người có thể theo của Huawei có thể nói là công nghệ. Em nghĩ rằng là những cái tính năng cũng như là chức năng công nghệ đến từ Huawei là nó rất là tiện dụng, và khi mà hồi nãy Isaac ngồi với Isaac mới thấy rằng là chỉ có thể dùng một từ cho chiếc đồng hồ này để
và không biết là mọi người cảm nhận thế nào ạ? Sao ạ? Rất đẹp cảm đúng nhận không ạ? À? Thực sự là khi mà Chi được sản phẩm đồng hồ mà không chỉ có rất nhiều những cái tính năng đặc biệt hiện đại. Và chương trình thắp sáng không hoạt động mới sẽ được bắt đầu